Khi có người thứ ba thì chỉ cần dùng bùa yêu, không cần bùa ghét có được không? Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Có rất nhiều anh chị rơi vào cảnh tình cảm bị xen vào bởi con giáp thứ ba, nên thắc mắc là chỉ cần dùng bùa yêu, hay cần cả bùa ghét, nên thầy Bá Vi sẽ giải thích rõ qua video này. Đầu tiên thầy Bá Vi phải khẳng định rằng, khi có người thứ ba xem vào tình yêu giữa hai người, như người yêu hoặc vợ chồng, thì để tốt nhất cần dùng cả bùa yêu và bùa ghét, trong khi bùa yêu liên quan tình cảm giữa bạn và người bạn yêu, thì bùa ghét liên quan giữa người bạn yêu và người thứ ba. Bùa yêu giúp tình cảm giữa bạn và người bạn yêu thêm khăng khít. Còn bùa ghét giúp người bạn yêu và người thứ ba ghét bỏ và chia tay nhau. Lúc đó tình cảm giữa hai người mới được giữ vững, không có ai can thiệp. 1. Nhiều anh chị hỏi rằng, nếu chỉ làm một trong hai bùa có được không? Ở đây thầy sẽ trả lời rằng, làm một trong hai bùa không phải là không được, mà chỉ làm một trong hai bùa thì sẽ không thể có kết quả tốt nhất. Nếu chỉ làm một bùa mà tốt vừa giữ lại tình cảm, vừa khiến người yêu bỏ người thứ ba thì cần gì bùa thứ hai chứ? Đó là hai bùa hoàn toàn khác nhau. Tác dụng cũng khác nhau, mỗi thứ có một vai trò riêng, như đã nói ở trên. 2. Đến đây một số anh chị nói rằng, chồng vợ người yêu con lại rồi thì rõ ràng sẽ chia tay người kia chứ, sao cần bùa ghét nữa làm gì? Xin trả lời, anh chị đã từng rơi vào tình cảnh người yêu vừa yêu mình tha thiết, vừa không thể bỏ được người thứ ba chưa? Đó nhé, rõ ràng vẫn yêu bạn mà, sao lại không dứt được người kia chứ? Vậy nên mới cần cả bùa ghét để họ chia tay nhau chứ. Chúc anh chị biết cách để giữ lại hạnh phúc cho mình đầy đủ. Thầy Bá Vi, Nghệ An, ngày 25 tháng 10 năm 2019. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Thank you.
chị cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về bùa ngải thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về bùa ngải nhé.